Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Iran nhất quyết phủ nhận việc lãnh thổ bị tên lửa Israel tấn công. Sáng 19 tháng 4, một quan chức Mỹ nói với hãng tin ABC News rằng tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm ở Iran. Hãng tin Fars của Iran dẫn nhiều nguồn tin địa phương rằng người ta nghe thấy tiếng nổ ở Qajarwanstan, phía tây bắc thành phố Isfahan, Iran. Theo đài CNN, sau cuộc tấn công này, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng tất cả các cơ sở trong Isfahan đều an toàn, bao gồm các cơ sở hạt nhân quan trọng. Trong khi phía Israel vẫn chưa có thông báo chính thức gì liên quan đến sự việc trên, thì tờ New York Times lại dẫn lời hai quan chức quốc phòng Israel cho biết quân đội Israel đã tấn công Iran vào sáng sớm 19 tháng 4. Mặc dù chi tiết vẫn chưa được làm rõ và Tehran kiên quyết phủ nhận mọi liên quan, nhưng các quan chức Mỹ cùng với những diễn biến trước đó ám chỉ rằng Israel có thể đã tiến hành một cuộc tấn công vào Isfahan, Iran vào ngày 19 tháng 4. Đây là nơi trú đóng của các cơ sở công nghiệp quân sự quan trọng của Iran, bao gồm cả một cơ sở then chốt trong chương trình hạt nhân và một căn cứ không quân lớn. Cuộc tấn công này nếu được xác nhận là do Israel thực hiện, dường như nhằm vào việc gửi một thông điệp mạnh mẽ và biểu tượng tới Iran, phản ánh mức độ căng thẳng và tầm quan trọng chiến lược của khu vực này trong các vấn đề an ninh quốc tế. Đối với Israel, cuộc tấn công ngày 19 tháng 4 chỉ là một phần của cuộc chiến tranh trong bóng tối chống lại các mối đe dọa từ Iran, thể hiện qua các hành động như sử dụng UAV tấn công một cơ sở sản xuất vũ khí ở Isfahan trước đây hơn một năm. Sự việc này không chỉ củng cố khả năng của Tel Aviv trong việc nhắm mục tiêu vào các điều nhạy cảm bên trong Iran, mà còn là một phần của chiến lược răn đe lâu dài của họ. Báo Guardian nhận định rằng, bất chấp những nghi ngờ về mức độ và quy mô của cuộc tấn công, một bình thường mới đang hình thành trong quan hệ giữa Israel và Iran, cho thấy cả hai bên có thể tiếp tục đối đầu qua các hành động trực tiếp hơn. Vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel vào hôm 14 tháng 4 nhằm đáp trả một cuộc không kích nghi do Israel và Đại sứ quán Iran ở Damascus đã mở ra một giai đoạn mới của xung đột công khai và trực tiếp. Những phát biểu của các quan chức Israel sau sự kiện này cho thấy một lập trường cứng rắn với cam kết đáp trả theo cách thức và thời gian phù hợp. Điều này cùng với sự cảnh báo của Iran về việc sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức tối đa nếu có thêm hành động gây hấn mới từ phía Israel làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy bạo lực mới không chỉ giữa hai quốc gia này mà còn có thể ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực. Loạt ăn miếng trả miếng Iran-Israel kết thúc. Ngày 19 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran rằng Tehran không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức với Israel sau khi có tin Israel tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa vào Iran. Trước đó, đài CNN cũng dẫn một nguồn tin tình báo trong khu vực cho biết Iran dự kiến sẽ không đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhưng không đưa ra lý do. Theo nguồn tin này, các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai kình địch đã kết thúc. Sáng 19 tháng 4, truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ tại nhiều khu vực của Iran, được cho là do Israel phóng UAV và tên lửa nhằm đáp trả vụ tấn công của Iran vào Israel cuối tuần qua. Israel chưa bình luận về vụ tấn công, trong khi đó phía Iran cho biết đã bắn hạ 3 UAV ở tỉnh Isfahan, Iran, nhưng không nêu chi tiết về nguồn gốc các UAV. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở Syria và Iraq. Hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin Israel đã tấn công các hệ thống phòng không ở miền nam Syria trong đêm. Sana dẫn một nguồn tin quân sự cho biết vụ tấn công tên lửa xảy ra vào khoảng 2 giờ 55 phút sáng 19 tháng 4 theo giờ địa phương và đã gây ra tổn thất vật chất trong khu vực. Không phải nghị sĩ Mỹ nào cũng ủng hộ Israel. Nhiều hạ nghị sĩ Mỹ cho biết họ lên án cuộc tấn công của Iran và Israel, nhưng không ủng hộ Israel trả đũa Iran. Tờ The Hill thông tin, ngày 18 tháng 4, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về nghị quyết lên án cuộc tấn công của Iran và Israel hôm 13 tháng 4. Tuy nhiên, 14 hạ nghị sĩ, bao gồm 13 thành viên đảng Dân Chủ và một thành viên đảng Cộng Hòa, đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Phát biểu hôm 18 tháng 4, hạ nghị sĩ Jamal Bowman, một trong những người bỏ phiếu chống, cho biết ông dứt khoát lên án cuộc tấn công gần đây của Iran, nhưng ông cũng lên án hành động trước đó của Israel. Ông Bowman nói, Tổng thống Joe Biden đã nói rõ rằng ông ấy không ủng hộ tình trạng bạo lực leo thang ở Trung Đông. Nghị quyết này sẽ góp phần gây ra tình trạng bạo lực leo thang ở Trung Đông bằng cách hỗ trợ các hành động quân sự tiếp theo của Israel.
Ông cũng kêu gọi chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để chấm dứt bạo lực đang diễn ra, theo đuổi lệnh ngừng bắn lâu dài và cứu sống dân thường, thay vì thúc đẩy các nghị quyết thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Quốc hội nên nhận ra có nhiều người đã thiệt mạng, cả người Palestine và người Israel. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal thuộc Đảng Dân Chủ cho biết cuộc tấn công của Iran và Israel là một hành động leo thang nguy hiểm và có thể nhanh chóng biến thành một cuộc xung đột khu vực. Tuy nhiên, bà nói rõ, tôi lên án cuộc tấn công của Iran, song cũng lên án sự thù địch dồn dập dẫn đến cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức để giảm nguy cơ mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực. Tôi cũng ủng hộ hành động của Tổng thống Biden cùng với các đồng minh trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Iran và bảo vệ Israel trước những mối đe dọa đó. Bà Jayapal nói, tôi đã bỏ phiếu chống cho nghị quyết này vì tôi lo ngại rằng nó sẽ làm tình hình leo thang hơn nữa, vào đúng thời điểm mà chúng ta cần phải làm điều ngược lại. Nghị quyết không đề cập đến cuộc tấn công dồn dập của Israel và Đại sứ quán Iran. Nghị quyết hoàn toàn ủng hộ hành động tấn công tiếp theo của Israel và kêu gọi tiếp tục bán vũ khí cho Israel. Trong khi đó, viết trên Twitter, Hạ nghị sĩ Gresh Kasa thuộc Đảng Dân Chủ cho biết ông đã bỏ phiếu chống đối với dự luật ủng hộ hoàn toàn phản ứng của quân đội Israel đối với cuộc tấn công của Iran. Ông Kasa viết, tôi lên án cuộc tấn công của Iran gây nguy hiểm đến tính mạng dân thường, nhưng tôi không thể ủng hộ việc xung đột leo thang, vốn có thể kéo Mỹ vào cuộc xung đột khu vực. Phản ứng quốc tế. Sau khi có tin Israel phản đòn Iran, nhiều quốc gia đã lên tiếng kêu gọi các bên giảm căng thẳng. Trung Quốc ngày 19 tháng 4 cho biết sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến. Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng hơn nữa và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng để giảm leo thang tình hình. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng kêu gọi Iran, Israel và các đồng minh của hai nước kiềm chế leo thang ở Trung Đông. Bà von der Leyen nhấn mạnh, điều hết sức cần thiết là sự ổn định trong khu vực và tất cả các bên kiềm chế hành động tiếp theo. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Liên minh châu Âu EU và nhóm G7 đang tìm cách xoa dịu căng thẳng trong khu vực sau sự việc sáng 19 tháng 4. Ông Tajani nói, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Ý về lệnh ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và Hamas. Chúng tôi kêu gọi các bên thận trọng để tránh leo thang trong khu vực. Mỹ, tên lửa và UAV của Israel đã tấn công một địa điểm ở Iran, cũng như một số khu vực ở Syria và Iraq. Tối 18 tháng 4 giờ Mỹ, tức sáng 19 tháng 4 theo giờ Iran, một quan chức Mỹ đã xác nhận với hãng tin ABC News rằng tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm ở Iran. Hãng thông tấn IRNA của Iran cũng đưa tin một loạt vụ nổ đã xảy ra ở các điểm quân sự của Syria. Theo IRNA, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quân sự Abra và Antala, cũng như một tiểu đoàn radar ở giữa thành phố Adra và làng Kafa, miền nam Syria. Trong khi đó, tại Iraq, các vụ nổ đã được báo cáo ở khu vực Al-Imam của tỉnh Baben. Cùng ngày, hãng tin Fars của Iran dẫn các nguồn tin địa phương cho biết một vụ nổ đã được nghe thấy ở phía tây bắc thành phố Isfahan, Iran. Fars dẫn nhiều nguồn tin địa phương rằng người ta đang nghe thấy tiếng nổ ở thành phố Gajawostan ở phía tây bắc Isfahan. Theo Fars, Gajawostan nằm gần sân bay Isfahan và là một căn cứ của lực lượng không quân lục quân Fars đưa tin có 3 vụ nổ được nghe thấy gần một căn cứ này, nơi có các máy bay chiến đấu. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được biết. Theo Fars, mục tiêu có thể là radar quân sự và vụ nổ đã làm vỡ một số cửa sổ của các tòa nhà văn phòng trong khu vực. Theo truyền thông nhà nước Iran, sáng sớm 19 tháng 4, hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt ở một số địa điểm sau khi nghe thấy nhiều vụ nổ gần sân bay và căn cứ quân sự ở thành phố Isfahan của Iran. Các nguồn tin nói với Fars, hệ thống phòng thủ được kích hoạt để đáp trả một vật thể có khả năng là máy bay không người lái UAV. Đài truyền hình Press TV của Iran cũng đưa tin, người ta nghe thấy một vụ nổ gần thành phố Isfahan, nguyên nhân của vụ nổ này vẫn chưa được xác định. IRNA cũng đưa tin vào đầu giờ ngày 19 tháng 4 rằng các hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt ở một số tỉnh của đất nước. Trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar 24 cho thấy nhiều chuyến bay đã được chuyển hướng không qua không phận Iran vào đầu ngày 19 tháng 4. CNN cho biết đếm có 8 chuyến bay đã chuyển hướng. Iran sắp đón bão trừng phạt sau vụ tấn công Israel.
Sau vụ Iran tấn công Israel vào hôm 13 tháng 4, hàng loạt nước đang lên kế hoạch tính toán trừng phạt. Ngày 16 tháng 4, Bộ Ngoại giao Israel kêu gọi các nước thắt chặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran. Sau vụ Iran nã tên lửa và phóng máy bay không người lái UAV về phía Israel hôm 13 tháng 4 vừa qua, tờ The Times of Israel đưa tin. Theo đó, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz cho biết đã liên lạc với 32 quốc gia và nói chuyện với nhiều đối tác, kêu gọi mỗi nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án tên lửa của Iran và tuyên bố lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC là một tổ chức khủng bố. Theo ông Katz, đó là một cách để ngăn chặn và làm suy yếu Iran. Ông Katz nhấn mạnh, chúng ta phải ngăn chặn Iran ngay bây giờ trước khi quá muộn. Ông Katz nói thêm rằng, bên cạnh phản ứng quân sự đối với việc Tehran tấn công vào Tel Aviv, Israel cũng đang dẫn đầu một đòn tấn công ngoại giao nhằm chống lại Iran. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo rằng Washington sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới lên Tehran liên quan vụ Iran tấn công Israel. Theo hãng tin Reuters, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ rất có khả năng sẽ tập trung làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran. Bà Yellen nói, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Iran trong những ngày tới. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra biện pháp trừng phạt và hiện vẫn đang thảo luận về tất cả lựa chọn nhằm ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố của Iran. Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong Bộ Tài chính Mỹ cho hay, Washington đang làm việc với các đối tác G7 và các nhà cung cấp dầu lớn trên toàn cầu để tìm biện pháp nhằm làm xói mòn khả năng sản xuất khẩu dầu của Iran. Quan chức này nói thêm, chúng tôi sẽ đàm phán với tất cả nhà cung cấp lớn trên thế giới, bao gồm các quốc gia trong G7 và cả Trung Quốc. Tất cả quốc gia này sẽ tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận của Iran đối với các mặt hàng dùng để chế tạo vũ khí. Ngày 16 tháng 4, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh ông Joseph Borrell cho biết, EU chuẩn bị mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đáp trả cuộc tấn công của Tehran và Israel. Ông Borrell cho hay, một số thành viên EU đã đề xuất mở rộng trừng phạt nhằm hạn chế Iran xuất khẩu UAV, cũng như ngăn chặn viện trợ cho các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở Trung Đông. Đức, Pháp và một số thành viên EU khác đã công khai ủng hộ đề xuất này. Bên cạnh đó, ông Borrell cho biết, một số thành viên EU cũng nêu khả năng trừng phạt IRGC. Tuy nhiên, ông Borrell nhắc lại rằng IRGC chỉ có thể bị coi là tổ chức khủng bố nếu cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia thành viên EU phát hiện rằng nhóm này đã tham gia hoạt động khủng bố. Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho biết sẽ yêu cầu cơ quan ngoại giao của EU xem xét lại vấn đề này. Đáp lại, Tổng thống Iran ông Ebrahim Raisi tuyên bố Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động chống lại lợi ích của Tehran. Ông Raisi nói, chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng hành động nhỏ nhất chống lại lợi ích của Iran chắc chắn sẽ gặp phải những phản ứng nghiêm trọng, diện rộng và đau đớn dù thủ phạm là bất kỳ ai. Mỹ, Anh trừng phạt Iran sau vụ tấn công vào Israel. Ngày 18 tháng 4, Mỹ và Anh thông báo các biện pháp trừng phạt mới lên Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Tehran vào Israel cuối tuần rồi, theo hãng tin Reuters. Các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành sản xuất tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran. Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt lên 16 cá nhân và 2 thực thể hỗ trợ sản xuất UAV của Iran, bao gồm các loại động cơ cung cấp năng lượng cho các UAV Shahed được Iran sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel hôm 13 tháng 4. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 5 công ty cung cấp nguyên liệu thành phần để sản xuất thép cho công ty thép Khuzestan KSC của Iran hoặc mua các sản phẩm thép thành phần của KSC. Các lệnh trừng phạt mới của Washington cũng nhắm mục tiêu vào 3 công ty con của tập đoàn sản xuất ô tô Baman của Iran. Tập đoàn này được cho là hỗ trợ vật chất cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Bộ Thương mại Mỹ cũng hạn chế hơn nửa quyền truy cập của Iran vào công nghệ cấp thấp. Trong khi đó, Anh thông báo trừng phạt 7 cá nhân và 6 thực thể, bao gồm Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Hải quân của IRGC. Phát biểu bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Anh David Cameron gọi hành vi của Iran là không thể chấp nhận được. Ông Cameron nói, các biện pháp trừng phạt là thông điệp gửi tới Israel rằng chúng tôi muốn đóng góp vai trò của mình trong việc xây dựng một chiến lược phối hợp nhằm đối phó với hành vi gây hấn của Iran. Quan điểm trả đũa Iran chiếm ưu thế trong một cuộc thăm dò dư luận tại Đại học Hebrew Israel. Được công bố 3 ngày sau cuộc tấn công của Iran, 74% người tham gia nói rằng Israel không nên trả đũa Iran nếu điều đó gây tổn hại cho các đồng minh của Israel, đặc biệt là với Mỹ. Theo đó, chỉ có một nhóm thiểu số người Israel ủng hộ việc tấn công lại Iran. Theo The Wall Street Journal, nhóm thiểu số người Israel ủng hộ trả đũa Iran là nhóm cử tri mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắm tới. Những người này bị quan điểm của các chuyên gia theo chủ nghĩa dân túy ảnh hưởng khá nhiều. Những chuyên gia này thường là các nhà bình luận trên đài Channel 14 Israel,
Điển hình là nhà bình luận quân sự Eliyahu Yoshian. Ông Yoshian là một người Israel gốc Iran và từng nói rằng Gaza không có dân vô tội mà có 2,5 triệu kẻ khủng bố. Ông Yoshian cũng từng cho rằng Israel nên giết số lượng lớn người dân Gaza và xem đó như là một biện pháp để đánh bại Hamas. Sau cuộc tấn công khuya 13 tháng 4, ông cũng ủng hộ việc trả đũa Iran. Các chính trị gia Israel cực hữu như Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir phản đối việc đàm phán với Hamas về việc thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Thay vào đó, họ thúc giục ông Netanyahu đổ bộ Rafah, thành phố ở cực nam Gaza và là thành trì cuối cùng của Hamas và tiến hành cuộc phản công mạnh chống lại Iran. Những người này được cho là đang theo chủ nghĩa bi quan, cho rằng không bao giờ có thể có hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Ngoài ra, họ còn mong chờ việc Israel chiến thắng Hamas, tái chiếm Gaza và tái trục xuất tất cả hoặc hầu hết người Palestine khỏi bờ Tây. Theo thế giới quan cực đoan của họ, đây sẽ là khởi đầu cho sự tái định cư của toàn bộ người Israel. Cuộc tấn công của Iran làm sâu sắc thêm sự chia rẽ bên trong Israel. Theo tờ The Wall Street Journal, việc Iran phóng khoảng 330 máy bay không người lái UAV và tên lửa với khoảng 60 tấn chất nổ vào Israel vào khuya 13 tháng 4, rạng sáng 14 tháng 4, được xem là hành động chiến tranh chưa từng có giữa hai nước. Vì các hệ thống phòng thủ của Israel, Mỹ, Anh và Jordan có thể đánh chặn cuộc tấn công của Iran với độ chính xác 90% đã mang lại sự cổ vũ tinh thần rất cần thiết cho người Israel vào thời điểm này. Nạn nhân duy nhất trong vụ tấn công của Iran là Amina Al-Hassoni, một bé gái 7 tuổi sống tại sa mạc Negev, Nam Israel. Vết thương nghiêm trọng của bé Al-Hassoni là kết quả của sự thiếu các nơi trú ẩn không kích dành cho những người bán du mục ở Israel. Theo The Wall Street Journal, nhiều người ủng hộ việc Iran tấn công Israel. Những người này trước đó đã chỉ trích việc Israel gây thương vong lớn cho dân thường ở Gaza. Theo đó, những quan điểm này tràn ngập trên mạng xã hội và trong một bộ phận giới học thuật phương Tây. Đáp lại, một số người Israel tỏ ra rất tức giận và cho rằng thế giới đang chống lại chúng ta nên chúng ta hãy coi thường thế giới. Tuy nhiên, không phải người Israel nào cũng nghĩ vậy. Thất bại lớn nhất. Bản thân ông Netanyahu không phải là người ủng hộ hoàn toàn các quan điểm này, nhưng chính phủ của ông cần sự hỗ trợ của các chính trị gia như ông Ben-Gvir để tồn tại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần đề nghị ông Netanyahu không đổ bộ Rafah hoặc tấn công đáp trả Iran. Nhiều người Israel trung hữu tin rằng các cuộc tấn công của Iran là sai lầm lớn nhất của Iran cho đến nay, cho rằng Iran là kẻ thù lớn nhất của Israel, là bên chỉ đạo các nhóm vũ trang Hamas, Hezbollah, Houthi và nhiều nhóm dân quân khác trên khắp Trung Đông. Nhà báo báo thủ kỳ cựu người Israel, ông Ben Troy Yemini, kêu gọi Israel ngăn chặn bước tiến của Iran bằng một cuộc phản công, đóng băng các kế hoạch tấn công Rafah để kêu gọi chính quyền Mỹ ủng hộ cuộc tấn công. Ngược lại, nhà báo cánh tả nổi tiếng Ari Savit lại đề xuất rằng Israel nên kiềm chế trong việc đáp trả Iran để đổi lấy những lợi ích ngoại giao, bao gồm kế hoạch hòa bình với Saudi Arabia, kế hoạch tái thiết Gaza và đề nghị Hamas thả các con tin Israel. Theo các cuộc thăm dò gần đây, hơn một nửa người dân Israel muốn ông Netanyahu đạt được thỏa thuận trao trả con tin với Hamas. Trong quá trình đàm phán, Hamas là phía thường xuyên bác bỏ các đề xuất, tuy nhiên chính phủ Israel cũng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đạt được thỏa thuận. Một số nhà bình luận Israel nghi ngờ rằng Israel đứng sau vụ tấn công đại sứ quán Iran ở Syria vào ngày 1 tháng 4. Đây cũng được xem là một nỗ lực nhằm trì hoãn việc giải quyết vấn đề con tin. Đối với nhiều người Israel, việc không đạt được thỏa thuận thả hơn 100 con tin còn lại đang bị Hamas giam giữ sẽ là thất bại tồi tệ nhất. Đây không chỉ là thất bại về mặt quân sự hay ngoại giao, mà còn là thất bại về mặt con người. Điều này có nghĩa là chính phủ Israel không chỉ thua trong cuộc chiến với Hamas, mà còn phá hủy quy tắc xã hội của Israel khi hành động chính phủ cho thấy rằng chính trị đảng phái quan trọng hơn mạng sống của người dân Israel. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.